con ở chùa Giáo Sơn ngày hôm nay hả? Trời ơi, vỗ tay nhỏ quá, vỗ tay lớn hơn bên này, lớn hơn đây coi. 2, 3, bên đây nè. Rồi, bên đây nữa. Trời đất ơi, nhiệm vụ của em là ngày hôm nay nè, đến đây nè, để tìm một cái giọng ca hay cái chùa Giáo Sơn của mình. Bởi vì em biết là rất nhiều cô chú, anh chị em từ xa ở đây, mọi người muốn coi ca sĩ đúng không ạ? Thì bây giờ cái cuộc thi của em á, nó gần 5.000 người thi rồi. Bây giờ chỉ còn đúng một người duy nhất thôi. Bây giờ em xin phép không làm mất thời gian nữa. Em mời thí sinh duy nhất ở đây. Mời! Dạ em ơi, em ơi! Trời ơi! Dạ, cho cái chào quý vị hả? Dạ, em đây, em đây. Trời ơi, em gần quá trời. Chỉ cây không có gì. Trời ơi! Em đây, em rửa tay cho sĩ em cái gì vậy ơi? Bà con tôi không có chạy. Trời đất ơi nè, tôi hỏi nè. Trải qua rất nhiều thí sinh rồi, anh biết được dòng này. Dạ. Bây giờ giới thiệu cho mọi người biết đi, anh đến từ đâu? Dạ, em hát tự em đón tự em ở đâu nha. Chơi luôn. Em mượn bài Quốc Đại em hát nha. À, Quốc Đại mới hát xong. Đúng vậy, em hát đây. Kia bến Ninh Kiều qua tàu Cần Thơ. Chạy lỡ Cần Thơ. Nói vui đôi bờ sông Hậu Giang. À, ở Hậu Giang. Sóc Trăng đón chờ. Sóc Trăng. Nghe lời đau câu đàn bánh bánh ngon. Môi dùng em bánh tráng Tây Ninh. À, vậy là anh ở Tây Ninh. Dạ. Đúng rồi. Em ở Bình Dương. Cái gì vậy cha? Em nói thử vòng 1 á. Ủa gì kỳ vậy, sao hát tay nhanh? Em đi vòng vòng, em đi chơi Tết mà. Trời ơi, đi chơi gì mà dữ vậy? Đi du xuân. Trời ơi, lạc cho cô chú anh chị đi. Cũng lạc. Thôi, thôi kệ, ở Tây Ninh cũng được. Thử vòng 1 sát bên đây nè. Rồi, bây giờ vô vấn đề chính đi. Dạ. Cho tôi giới thiệu tên đi. Em là ca sĩ đó. Ca sĩ, đúng rồi. Không có lấy tên Việt Nam, lấy tên Hàn Quốc ba chữ. Ủa ghê vậy, nghệ danh hả? Nghệ danh Hàn Quốc hả? Anh biết Giang Đông Quân không? Vậy là mình lấy tên Giang Đông Quân. Bình thường. Thôi bình thường luôn. Anh biết Ly Minh Hồ không? Vậy là lấy tên Ly Minh Hồ. Chuyện nhỏ. Ôi chuyện nhỏ. Anh biết Giang Sông Húc không? Giang Sông Húc giống như anh canh vậy trời. Anh nói tổng cảm, tổng cảm. Chứ Giang Sông Húc biết cái tên gì? Chi Hoa Hoa. Cái gì? Chi Hoa Hoa hả? Sao biết tình chó vậy? Chó đâu? Chi Hoa Hoa, đúng không chị? Đúng không mọi người? Đúng không? Chuyện này lớn vậy mà đúng không? Cái tên của giá trị lắm đó. Sao giá trị? Mười mấy triệu một con của hả? Trời đất ơi. Hát được số được chủ nhà được luôn. Thấy vậy? Rồi hát xong cái cô Phật tử dẫn từ đến chùa ba ngày của con lắm. Ủa sao mày giữ gì ba ngày vậy? Trời ơi, tao giữ cái thùng Tam Bảo á. Trời à. Kể nhạc mà thọt tay vô con cắn liền. À. Trời ơi, vậy là tính ra trong ba ngày đó là chỉ ăn xương thôi. Cái chùa đâu có xương đâu, ăn ăn chay. Rồi bây giờ nè, nãy giờ mình giới thiệu cái địa điểm mình đến rồi. Dạ. Giới thiệu tên rồi. Dạ. Vô vấn đề chính đi. Dạ rồi, thuê đi. Bây giờ mình thuê nha. Dạ. Phim này mới quan trọng nè. Rồi. Tôi nói một câu, mà anh nói được một câu. À. Giờ với nhau mà cô chú anh chị đang thấy hay vỗ tay là hát. Nhưng mà trước tiên cho em cầu chúc đi. Mà chúc hả? Dạ. Chơi luôn. Dạ, nhân dịp năm mới xin kính chúc quý thầy và tất cả các quý vị Phật tử khắp nơi thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều thành công, ngàn sự như mơ và tỷ lần hạnh phúc. Hay quá trời. Trời ơi. Bây giờ thi nhá. Dạ thi nha. Giờ bắt đầu nha. Bây giờ thi đối đáp nào. Đối đáp nào. Đáp câu em đối lại câu. Đúng. Nói mới vui mà quý vị ủng hộ đẹp thắng nha. Chính xác. Bà con em không mà. Bây giờ bà con cho một chàng tay thật là lớn để động viên thần nghe nè. Hả? Ôi quá là sung. Như pháo nổ vậy đó. Gì đó nghe. Chim quyên ăn trái nhãn lồng. Chim quyên ăn trái nhãn lồng. Thương em dù biết em mấy chồng em cũng thương. Vỗ tay. Là ông là trăm triệu mà. Rồi. Tiếp. Buồn nào rồi cũng sẽ qua. Chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào. Trời ơi. Chút xíu nữa nó tới nè. Hay quá vậy trời. Bây giờ sáng con buông sớm quá. Hay má ơi đừng gả con xa. Gả qua bên Mỹ lấy Obama được rồi. Trời ơi. Rồi bây giờ nè, đố ai nằm giọng không đưa. Ờ rồi. Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Khó quá, nằm giọng mà không cho đưa. Khó rồi, vậy mới gọi là chơi chứ. Trời ơi, đố ai nằm giọng không đưa. Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Đúng, đố đi. Có rồi. Đâu? Người chết nằm giọng không đưa. Đâu? Người nuôi gặp lại người xưa không nhìn. Đúng không cái gì? Đâu có thấy đâu mà nhìn. Trời ơi.
thật dạ ơi, vậy mới hay chứ. Rồi coi như một không nha, coi như cái phần đối đáp này của anh là xuất sắc. Dạ. Bây giờ nè, cô đố anh nè. Đố nữa hả? Đố chứ. Thì đố hả? Phải có đố. Dạ. Con mèo đen là gọi con mèo gì? Mèo bún. Gà đen gọi là gà gì? Gà ô. Ngựa đen gọi là ngựa gì? Ngựa ô luôn. Bây giờ con mẹ con heo đen gọi là con heo gì? Heo ô. Sai. Heo bún. Sai. Heo bột. Sai. Heo gì? Sai. Heo bít với heo chuồng. Đúng cái gì cãi được không? Vỗ tay lên anh, vỗ tay lớn quá. Anh là chuyên gia cầm heo bít heo chuồng à? Anh nó cầm heo bít heo chuồng đúng không anh ấy? Chúng ta có sai? Không phải đâu. Sao vậy? Anh đâu quắc mà chuyện nó cũ lịch. Là trong tay hai con hai bốc lên hai con đầm. À, anh đừng có cười mặt anh thằng dơ. Đây, nói vậy là để con chút là cười. Mà anh nó vô chùa mà đốn gì mà em đỡ bạn vậy? Thôi bây giờ cho anh gỡ lại nè. Tôi gỡ lại đi. Rồi. Con heo đỏ là con heo gì? Heo râu heo con. Sai. Chứ em gì? Heo quay. Ủa mà anh đứng cái gì vậy? Tớ cho đúng là heo quay đúng không quý vị? Ủa đúng chùa. Heo quay màu gì hả? Lớn được không ạ? Trời ơi, màu đỏ kìa. Nhưng mà chú chùa mà ăn heo quay vậy ba. Heo quay trai. Có heo quay trai mà trời. Thế nữa mà còn đi cắt nữa. Ờ đó, heo quay trai mà nữa. Nhưng mà đốt vậy không đột đâu. Sao không phổ? Anh đốt tôi giờ tôi đốt mạnh. Cho anh đốt tôi được. Anh đốt tôi heo không? Đốt. Giờ tôi đốt anh con cá nè. Đốt anh nè, con cá gì sáu chân. Cái gì sáu chân ta? Cái gì? Cá đục. Sai. Cá heo. Sai. Cá dồi. Sai. Cá nhà tán. Sai luôn. Cái gì? Cá hộp ba quá. Ủa sao sáu chân? Ba bà sáu cái chân đâu mà còn cùng luôn. Trời ơi. Đúng mà. Thua công nhận thua. Đố câu này nữa mới thua nè. Chơi luôn. Đố anh cái gì hình tròn? Cái gì hình tròn hả? Cái gì? Cái chim. Sai. Cái bố. Sai luôn. Cái mặt má. Sai. Cái gì? Cái gì chim. Sao cái gì chim? Cái hình tròn đó là hình vuông sao bán ba. Khác. Hình vuông là cầu hữu. Biết cá khô không? Cá khô biết luôn. Đố anh con cá gì càng phơi khô nó càng ướt. Trời ơi dễ quá. Cá mắm cá linh. Sai. Cá khô. Sai. Cá heo. Sai. Cái gì? Cá nước đục. Cá nước đục là cái gì? Cùng nước đá. Ủa là sao? Đem ra đánh khơi mà nó ướt không? Trời ơi cùng nước đá ha. Đúng mẹo á. Trời hay dữ vậy trời. Dạ thi đi. Bây giờ nè, nãy giờ là ứng xử đối đáp là quá giỏi rồi. Dạ. Bây giờ cái phần hát đi. Hát không? Ca sĩ đừng phải hát chứ. Có anh nghe hơi. Cái ngày hôm nay là cái ngày đặc biệt. Một người hát một giọng là đã hay rồi. Bây giờ mình đem em hát giọng của tất cả các ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam. Ghê vậy? Em gom hết số biết tiền chùa Linh Sơn luôn. Hay vậy? Bây giờ cố tay đi đi. Đầu tiên hát cho nghe giọng của đáp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Trời ơi hay nhé. Anh hoặc là em hát Đàm Vĩnh Hưng nè. Không em biết tôi làm nha. Rồi. Sơn trước mặt mọi gà đọc còn nhớ mà tình có một đứa tình đâu là tình cưới người suốt đời mình vẫn công nhớ dỗ ai nhỉ bà hát theo anh đàn đi tôi chắc mỗi cái nách hen mỗi cái nách cái đuôi vậy cái nách đầu hen tập là giảng cái nách luôn á hèn chỉ cái bắp tay anh bự quá trời ơi. Tiếp theo đi hứng quá rồi giọng ca của nữ ca sĩ Phương Thanh. Thôi Phương Thanh mọi người biết Phương Thanh đâu mọi người. Trời ơi trước tiên là tướng đứng giống Phương Thanh. Tướng đứng hả? Bắt đầu lên Phương Thanh làm như là giang hồ đứng tự hợi vậy. Đâu có phong cách gì Phương Thanh vậy mà. Cái gì vậy? Cái tướng như Phương Thanh gọn. À gọn hả? Còn cái tướng em nó hơi Phương Thanh đi chú. À rồi hiểu rồi. Là hát cho Phương Thanh cặp video với Phương Thanh luôn nha. Dạ cặp video chú. Mà hát bài giả bộ yêu cho nó lạ. Trời giả bộ yêu vậy hả? Nó lạ. Trời hay quá trời. Không cấp Phương Thanh nha. Cặp rồi. Cưới ta đốt tay. Trời hay quá trời vỗ tay quý vị ơi. Quá là xuất sắc, quá là tài năng. Tiếp một tiếp theo giọng ca của nam ca sĩ Lam Cường. Hay nha, phải Lam Cường là thần thường luôn nha. Mà bắt cứ Lam Cường bắt cứ từ phong cách với cái giọng hát. Chính xác. Phong cách của Lam Cường ai ai cũng biết. Đúng. Hãy nhìn vô một cái phong cách Lam Cường. Yeah.
ra trường bụng tay biến thì đó đấy đây đứng tay biến thì gì vậy? Không cắt mà kỳ vậy, cắm cái môi dưới vô cắm sao cắm môi dưới vô nuốt vô giả vào mới hết còn cái môi dưới nó còn hay không là hết xui để không là hết xui cắt xong mình đi giáo môi là chuyện bình thường rồi thử đi không cắt ai làm được nha. Trời gì vậy cha? Cái chân em chưa dài, hát chưa được. Trời ơi là trời. Thôi bây giờ tôi nói nghe nè. Trải qua cái vòng thi ứng xử dạ. Rồi phần hát hò nữa dạ. Bây giờ tôi xin công bố tất cả cô chú anh chị em tại chùa Sơn Sơn này. Em gọi bài em tự sáng tác rồi. Ủa còn bài thì sáng tác rồi hả? Tự sáng tác luôn. Hay gì trời? Bài hát được mang tên Cực Lạc. Cực Lạc. Bài gì hát kỳ vậy? Bài này hát danh dịp Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt. Nghe nè. Thà làm con xa chết trên mặt vang, thà làm con chiến chết sông nằm im, đừng như con chó chết sông nằm đó, sống mà không dê chết thành ba đê. Sao ba đê chỉ coi? Không có chỉ cho cái gì kệ. Cái gì không bài như vậy á? Sao tôi ăn lộn vậy? Đây, vậy mà. Rồi bây giờ này, vừa lên cái bài hát Cực Lạc của anh. Dạ. Tôi khẳng định với anh luôn. Sao anh? Cái cuộc thi mà tìm giọng hát hay có người đẹp đấy à? Thì anh phải là thí sinh. Yeah. Rớt. Ok vậy. Anh nghĩ gì vậy? Ủa tôi thi ngoan đủ thứ tự loại mà cho rớt vậy? Cái đó là anh giả giọng gì đó hả? Rồi cái bài hát của anh cũng hát là anh sáng tác đó. Tào lao đi đâu. Bây giờ này làm ca sĩ là mình phải có kiến thức, phải có trình độ, phải có trải nghiệm, người có học hỏi chứ. Ủa, làm ca sĩ giống thấy trong nguy hiểm. Đúng rồi. Có trải nghiệm rồi. Đúng rồi. Mình là phải học hỏi đủ trâu dồi lên. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Bây giờ nè, ở cái chùa Dân Sơn đang có cái chương trình lớn lắm. Dạ. Bây giờ ông đến đó đi. Rồi mình á, đóng góp cho quý vị một cái tiết mục gì đó. Dạ. Nếu mà coi chú anh chị mà thấy hay á, thì cứ tính nó lại. Được không? Nếu mà bà con ủng hộ là anh sẽ cho em đi tiếp phải không? Được nha. À, quá ngon anh. Anh. Dạ, thì ông này đến đây là hết. Ai đó đã rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, hai anh em chung. Dạ, cảm ơn quý vị và chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khỏe và cảm ơn quý vị.